anh tặng quà luôn rồi. Cô tặng quà, cô tặng cho mỗi bạn một cái áo khoác. Để cô phát, cô phát chứ. À, áo mà từ cô đưa thì mới có hơi ấm rồi chứ. Chút nữa đứng lên chụp một tấm hình với cô. Hai đứa chụp gái vậy đi ha. Dạ. Không, em đang quay hết. Nên là cô cứ phát bình thường đi. Trời, cô cứ phát bình thường đi, cô phát bình thường. Một, hai, ba. Kim chi. Kim chi.